hàng trăm người chia thành hai đội tại công viên quốc gia National War và thi ném bóng tuyết vào nhau. Đây là một sự kiện của Hiệp hội ném cầu tuyết Washington DC, một nhóm chuyên tổ chức các trận đấu ném tuyết có tên gọi là trận chiến của Snowmicron, nhằm ẩn ý tới cuộc chiến đấu với biến thể Omicron đang hoành hành trên khắp nước Mỹ. Tôi rất háo hức với tuyết, tôi thích cái lạnh, tôi cũng có quần áo phù hợp vào thời tiết này. Tôi đọc được thông tin về trận chiến cầu tuyết vào lúc 2 giờ sáng và đã ngay lập tức quyết định tham gia. Tuyết rơi dày lên tới 12 đến 25 cm được ghi nhận tại nhiều khu vực, khiến các văn phòng liên bang và trường học phải đóng cửa.